Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Anime. Tiền đồng chạy ra này anh ơi, tháng này tiền điện nước không cần phải lo nữa. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn điểm danh 10 món bảo bối vô dụng nhất của Doraemon. Cảm ơn cậu đã cứu mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh những bảo bối cực xa gì và này nọ, làm thay đổi thế giới hay trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm của chú mèo máy Doraemon thì cũng có không ít những món bảo bối chỉ mang tính chất tấu hài, thậm chí là đem đến phiền phức đấy nha. Chẳng hiểu sao mèo ú xong mấy món này về làm gì nữa. Vậy hãy xem đến cuối video để xem thêm anime mang đến cho bạn những điều gì thú vị nha. Đúng là toàn bảo bối kỳ cực chán thiệt đó. Mười, sao băng. Cái này đẹp quá à. Nó là cái gì vậy? Cái đó là sao băng á. Một trong những món bảo bối vô dụng bậc nhất của Doraemon chính là ngôi sao băng xuất hiện ở tập phim 390. Mèo ú Doraemon trong lần dọn dẹp túi bảo bối của mình đã lọc ra những món đồ vô dụng, tai hại để vứt đi, và ngôi sao băng là một trong những món bảo bối đó. Đúng như tên gọi sao băng, nó có thể đáp ứng một nguyện vọng của người ước. Thế nhưng cùng với việc đáp ứng điều ước thì phiền toái đi theo cũng nhiều không kém kể. Ví dụ như Giant, ước có đồ ăn thì sao băng lại cho Giant cái ghế. Ước có buổi biểu diễn hòa nhạc thì nó lại cho một cái bánh mì nho. Ước bê được cái tủ to thì lại cho Giant cả một dàn hòa nhạc. Đến nỗi cậu nhóc này còn phải hét lên: tôi không cần ngôi sao quái quỷ này nữa. Đến lượt Sunil, khi cậu ước có thật nhiều tiền thì sao băng cho cậu cái chuông khổng lồ. Ước có vé số thì lại cho cậu ta một con cá voi xanh. Ái chà, đúng là ngay từ đầu Nobita lên nghe lời Doraemon, chôn cất món bảo bối này mãi mãi vẫn hơn đúng không nào? Chín, ô mở ra là mưa. Ngay đầu tiên ơi, Nobita đang ở đâu vậy ta? Tiếp theo trong danh sách những món bảo bối vô dụng bậc nhất, đó chính là chiếc ô mở ra là mưa của mèo ú. Xuất hiện ở tập 195, những chiếc ô kỳ quái. Chiếc ô mở ra là mưa chỉ là một trong bộ sưu tập ô dù cực kỳ thú vị của Doraemon. Trong lần đòn bố khi thời tiết mưa tầm tã, Doraemon đã được dịp thể hiện mình với hàng loạt những chiếc ô cực kỳ hay ho. Nào là chiếc ô chỉ đường, nào là chiếc ô chúc mừng, ô nặng như chì, nào là chiếc ô tình nhân, chiếc ô marathon hay chiếc ô trẻ con. Thế nhưng, những chiếc ô đó chẳng thể nào đưa bố trở về nhà kịp giờ ăn tối, mà chỉ toàn đem lại những phiền phức mà thôi. Nhất là chiếc ô mở ra là mưa nữa chứ. Đi ngược lại hoàn toàn với chiếc ô thông thường, người đội ô sẽ hứng chọn cơn mưa luôn. Ủa, rồi mèo ú mua về làm chi nhỉ? Tôi chết rồi, đó là cái dù mưa bão, mình nhầm nó về hai cái giống màu nhau rồi. Các cậu có sáng tạo ra được cách nào sử dụng món bảo bối này thú vị hơn không? Món bảo bối cũng có tính chất tương tự như vậy, đó là áo khoác lấp lánh xuất hiện rất nhanh trong tập phim Bảo bối của Nobita. Mặc chiếc áo mưa này vào thì thay vì che mưa, nó sẽ hút hết lượng mưa vào bên trong chiếc áo và làm cho người mặc bị ướt sũng luôn. Bó tay thật sự. Chắc có lẽ là tụi mình bị lạc đường rồi chết luôn ở đây cho mà coi nè. Em để cái đầu mỏ nhọn. 8. Cà rốt từ chức. Không phải luôn. Cà rốt từ chức. Gì? Cà rốt sao? Một món bảo bối nữa trong danh sách 10 món bảo bối vô dụng bậc nhất của Doraemon không thể thiếu được cà rốt từ chức. Khi phải ăn món cà rốt từ chức này, người đó sẽ ngay lập tức trở nên vô trách nhiệm, rũ bỏ công việc và ước mơ của mình đang làm. Ngay từ đầu, Doraemon đã lừa cho Giant ăn món bảo bối này chỉ để cho cậu ta ngưng việc lôi lỗ tai của mọi người ra tra tấn. Sau đó, Nobita đã đem món cà rốt này cho mẹ, cho Doraemon và cho thầy giáo ăn để ngưng việc cam ràm về việc điểm kém vào cuộc sống của cậu ta. Tương lai của em là vấn đề riêng của cá nhân em. Và rồi, mẹ, thầy giáo và Doraemon lần lượt rũ bỏ trách nhiệm với Nobita. Vậy mới thấy, món bảo bối này chỉ hợp với những thứ kinh khủng như giọng hát của Giant mà thôi. Còn đâu thì ai lại sử dụng món bảo bối này để làm cho những người thân không còn quan tâm đến mình nữa chứ, đúng không các bạn? Dù bố, mẹ, thầy cô có la mắng, nghiêm khắc thì cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Bảy, cây gậy hù dọa. Bảo bối tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay chính là cây gậy hù dọa. Trong tập 314, cây gậy hù dọa được Doraemon cho Nobita mượn để trả thù lại Sunil. Do bị Sunil hù dọa nên Nobita đã lấy cây gậy này để cho cậu nếm mùi lợi hại.
Cây gậy này chỉ cần chạm vào đồ vật nào thì ngay lập tức người mở đồ vật đó ra sẽ bị hù dọa ngay lập tức. Thế nhưng món bảo bối này lại có tính chất chôn nhiều hơn là giúp ích. Hơn nữa, với những người không nhát gan thì cây gậy này lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì Nobita vẫn hù dọa được Suneo rồi. 6. Bom hẹn giờ gây ngốc nghếch. Bom hẹn giờ gây ngốc nghếch. Trong tập phim 234, bảo bối bom hẹn giờ gây ngốc nghếch chính là món bảo bối mà Nobita giành được từ chỗ của Doraemon để làm bẽ mặt Deki trước mặt Shizuka. Bom hẹn giờ gây ngốc nghếch có dạng giống như một quả bom hẹn giờ tí hon. Người dùng chỉ cần cài đặt thời gian, dán nó vào lưng áo của người mà mình muốn. Khi đếm ngược hết thời gian, người bị dính bom sẽ lập tức trở nên ngốc nghếch, làm những trò ngớ ngẩn và tấu hài. Nào ta cùng lát lát, nào ta cùng mô mô, nào ta cùng vỗ chân, đánh vào cái mông thật là, ta ba. Những tưởng kế hoạch tấn công đây khi thành công, Nobita lại làm gậy ông đập lưng ông khi tự mình ôm lấy quả bom ngốc nghếch cho chính mình hẹn giờ. Vậy là không những không chơi khăm được đây khi, mà anh chàng còn tự làm xấu mặt trước mặt Crush nữa chứ. Vì tính ứng dụng không nhiều, nên bom hẹn giờ gây ngốc này chắc chắn là một trong những món bảo bối vô dụng nhất từng xuất hiện trong Doraemon. Năm. Thuốc xịt kiểm tra dấu chân. Bảo bối thuốc xịt kiểm tra dấu chân được sử dụng trong tập phim cùng tên khi Nobita tính sử dụng nó để tái hiện lại dấu chân của voi mammut trong lịch sử cách đây hàng triệu năm. Khi xịt thuốc này vào một bàn chân bất kỳ ở trên đường, thì người hoặc vật gây ra vết chân đó sẽ được tái hiện lên vô cùng chân thật và sống động. Khi anh chàng Nobita sử dụng để tái hiện dấu chân voi mammut trong viện bảo tàng, thì chẳng thể nào khống chế được loài vật hung dữ này, mà ngược lại còn suýt nữa bị nó đè bẹp nữa. Nếu không có Doraemon giải cứu kịp thời, thì chắc chắn anh chàng này đã gặp nguy rồi. Công dụng của món bảo bối này vốn đã không nhiều, lại còn rơi vào tay anh chàng Nobita, nên nó chỉ có tính chất mua vui mà thôi, thậm chí còn nguy hiểm nữa cơ. Để khủng long và voi mammut sống chung với con người thì nguy hiểm lắm nha các bạn. Cũng may tới kịp. À, Doraemon! 4. Cậu bé chính trực. Trong chuyện này không? Phải rồi ha, cậu bé chính trực. Một món bảo bối cũng thuộc top những món bảo bối vô dụng của Doraemon chính là cậu bé chính trực. Trong tập phim 208, vì muốn giúp bác Kumi thổ lộ tình cảm, nên hai cậu bé đã dùng đến cậu bé chính trực này. Khi mang theo búp bê chính trực, nó sẽ nói lộ tất cả những suy nghĩ nội tâm mà chủ nhân của nó đang nói, giống như biểu diễn rối tai vậy. Thế nhưng, việc nói hộ tất tần tật những suy nghĩ của người dùng lại thường đem đến phiền toái hơn là may mắn. Nói thẳng những suy nghĩ chỉ tốt cho chúng ta trong một số trường hợp mà thôi nha. Ví dụ như Nobita và Doraemon đã gặp rắc rối khi nói thẳng tẹt ra, chia bài bắt đầu hói và người phụ nữ dắt chó đi dạo. Khi rơi vào tay Suneo thì cậu bé chính trực này cũng mang đến những phiền phức không kém. Suneo là chuyên gia nói xạo, thế nhưng may mắn là món bảo bối này lại có thể giúp được bác Kumi thổ lộ tình cảm với người thương của mình. Ngoài việc tỏ tình với Crush ra, thì liệu có bạn nào dám mang con búp bê này mọi lúc mọi nơi không nhỉ? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. Là như vậy, nói thật ra thì trong lòng mình cũng rất mến anh Kumi. Nhưng con người anh ấy sao mà nhút nhát quá trời luôn à. 3. Tấm thẻ của quỷ. Đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những món bảo bối vô dụng nhất của Doraemon chính là tấm thẻ của quỷ. Trong tập phim cùng tên, Nobita đã vô tình thấy được món bảo bối này và lôi ra lắc. Sau đó, cô đã triệu hồi một tên quỷ. Ông ta đã đưa cho Nobita một chiếc thẻ và thuyết phục Nobita làm người giao dịch với ông ấy. Giao dịch như sau, mỗi khi Nobita lắc thẻ thì cậu sẽ có 300 yên. Nhưng bù lại, cậu ta mất đi 1mm chiều cao. Do việc dùng quá tay nên hậu quả mà Nobita phải lĩnh đó là suýt nữa trở thành người tí hon tự hạt gát. Thật may mắn đó là Doraemon đã ra tay kịp thời, sử dụng đèn pin phóng to trả lại hình dạng ban đầu cho Nobita. Cũng như sau đó, mẹ Ú đã quyết định phá hủy tấm thẻ của quỷ tai hại đó. Này các cậu, có cậu nào dám hy sinh chiều cao của mình để đổi lấy tiền không nhỉ? Tất nhiên là không rồi chứ nhỉ, chúng ta muốn bỏ tiền ra để cao thêm một không được ấy chứ. Thế mới bảo là tấm thẻ của quỷ chỉ để dạy cho Nobita bài học biết quý trọng cơ thể của mình hơn mà thôi. Nhưng mà thế tội cho tên quỷ kia nhỉ, lừa ai không lừa lại lừa đúng cái người có đèn pin phóng to. Nếu mà mèo ú với anh Nô tương kế tiệm kế thì cũng nhanh dầu phết đấy nha. Vậy sao? Tốt quá rồi. Áo quân của ngày hôm nay thuộc về kem người sói. Sẵn hả? Kem biến thành người sói. Là cái gì vậy Doraemon? Chắc chắn các bạn đều đã từng nghe qua câu chuyện về anh chàng người sói, mỗi lần nhìn thấy mặt trăng thì ngay lập tức sẽ biến thành người sói rồi đúng không nào?
Món bảo bối kem người sói này của Doraemon cũng có tác dụng tương tự, chỉ khác là sẽ phát huy tác dụng bất cứ khi nào nhìn thấy vật hình tròn. Tai hại ở chỗ, mẹ của Nobita và Doraemon đã tưởng nhầm loại kem này là kem dưỡng da. Cô bôi nó lên mặt và đi ra ngoài phố, và từ giây phút đó, Doraemon phải léo đéo đi theo kè kè bên mẹ để lo hậu sự cho bà Nobi. Nào là không cho mẹ nhìn thấy trái bóng, hay bóng đèn ở trên cổng nhà người ta, hay không cho mẹ ăn bánh quy hình tròn. Ngoài đem lại tai hại ra thì món bảo bối này duy nhất chỉ giúp cho mẹ Nobita sợ được tiêm cước đường vì vô tình chứa đèn pin hình tròn vào mắt bà Nobi thôi. Cái này chắc chắn dùng cho Halloween hay đi casting phim người sói được thôi nha. Doraemon à! Cô ấy vừa nhìn thấy mặt mẹ là lăn ra ngất xỉu rồi, tại sao vậy cô? Đứng đầu danh sách những món bảo bối vô dụng nhất của Doraemon chính là món bảo bối mũi tên đảo ngược xuất hiện trong tập 395. Mũi tên đảo ngược! Nó có thể đảo ngược mọi thứ, từ chức năng cho tới tính chất luôn. Khi chạm đầu tím của mũi tên đảo ngược này vào bất cứ đồ vật gì thì công dụng và tính chất của nó sẽ ngay lập tức đảo ngược lại hoàn toàn. Ví dụ như cục tẩy thay vì tẩy sạch sẽ làm cho trang vở đen xì. Còn bút chì chấm mũi tên đảo ngược thì thay vì làm cho bút chì ngắn đi sẽ làm cho bút chì dài ra. Bàn chải đánh răng chấm lên mũi tên đảo ngược sẽ làm cho răng đen xì. Hay máy hút bụi sẽ phun ra bụi thay vì hút bụi như thông thường. Chuỗi cao quét thì lại càng ra bụi. Hay dao cạo râu làm cho râu dài ra và rậm hơn. Hãy chườm nước đá cho đỡ mệt nha. Làm bát người một chút sẽ thấy đỡ hơn đó. Thật không may mắn là Doraemon lại dính chưởng của mũi tên đảo ngược và trở nên vô cùng ngớ ngẩn và phá phách. Mèo ú đã đem đầu tím của mũi tên này đi quậy phá khắp nơi và gây ra biết bao rắc rối. Thật may vì cuối cùng Nobita đã giúp mèo ú trở về trạng thái bình thường. Nhưng ngoài công dụng gây đảo lộn cho cuộc sống ra thì chúng mình hoàn toàn không thấy được công dụng nào khác của mũi tên đảo ngược kỳ quái này. Và trên đây là top 10 bảo bối mà theo chúng mình là chỉ có tính chất tấu hài cho fan của Doraemon mà thôi. Bạn nghĩ sao về 10 món bảo bối này? Món bảo bối nào mà bạn thấy vô dụng nhất? Hãy cho chúng mình biết bằng cách comment ở bên dưới nha. Và như thường lệ, hãy like, share video và subscribe kênh anime để đón xem các video thú vị hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các cậu ở những video tiếp theo. Bye bye! Cái tên Doraemon này vừa mặc ú lại vừa lồng y như hồi mắt. Thì ra cậu luôn nghĩ mình là như vậy.